Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm cho bạn cái món ăn là cá chép giòn. Và bây giờ mình sẽ làm cái cách sơ chế nhé, để các bạn cùng làm với mình nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ quay một cái clip về cách sơ chế cá chép giòn nhé. Cá chép giòn khi mà các bạn đánh vẩy hết rồi ấy, thì các bạn bỏ cái mang đi. Và bây giờ mình sẽ cắt thành những cái khúc. Con nó rất là uy tín ạ. Con này 4 cân mốt ạ. Bỏ hết cái vẩy đi nhá. Khi cắt hết cái vẩy này đi rồi nhá, thì bây giờ các bạn cắt khúc luôn. Cắt khúc xong mình sẽ chia nhỏ xong. Cá này thì các bạn sơ chế xong cho các bạn cắt để chiên này, để xào này, để nấu lẩu đều được nhé. Và cá này thì chúng ta nên cắt miếng nhỏ một chút thì nó giòn ấy. Chúng ta để miếng to thì ăn nó khó ăn ấy. Cá này rất là béo, có một chút trứng nữa. Mình sẽ lôi mình lấy cái phần ruột ra đấy. Cái ruột cá rất là to, các bạn làm sạch cái ruột này để mình có thể ăn nhé. Ăn nó rất là giòn. Bỏ ruột ra này rồi nhé, thì mình có những miếng cá như này. Và bây giờ rửa sạch lại một lần nữa. Và mình tiến hành mình thái là được. Và cái ruột này các bạn nhớ là làm sạch nhé. Các bạn rửa sạch cho hết cái nước máu đi nhé. Rồi sau đó mình để ráo nước rồi mình đi thái thành những miếng ấy, để các bạn đi chế biến thành các món ăn như lẩu, xào này, rồi là chiên giòn. Cá này là cá giòn cho nên chúng ta thái miếng nó không dày nhé. Các bạn thái miếng nó chỉ khoảng bằng một đốt tay thôi, dày khoảng một đốt tay thôi. Để trước tiên mình sẽ cắt làm đôi như vậy. Các bạn lại cắt tiếp làm đôi. Vâng, cắt làm đôi như vậy. Và bây giờ mình sẽ cắt miếng. Cắt miếng như vậy. Nó giòn ấy nên chúng ta. Mình cắt những miếng mỏng. Để khi mà chúng ta nướng lẩu ấy, thì nó sẽ không bị dai quá. Còn khi mà chúng ta xào thì mình sẽ cắt miếng nó mỏng hơn. Còn hôm nay mình chỉ nướng lẩu và mình chiên giòn nên mình không cắt nó to quá, vừa phải. Xào thì chúng ta sẽ cho mỏng hơn một chút nữa. Cắt như vậy mình được có cái món cá rất là ngon như này. Phần đuôi cũng vậy các bạn, chặt nhé như vậy. Bằng ngón tay như vậy thôi. Cái đầu thì các bạn cũng chặt miếng bằng gỡ 3 lần như này thôi. Bạn lúc trẻ ra các bạn chặt. Đấy, còn bây giờ mình chỉ làm lại cái lồng nữa là được nhé. Phần này thì mình sẽ nọc, mình bỏ cái xương sống ở giữa đi. Và sau thái miếng khoảng 2 đốt tay. Để mình gấp đôi cái miếng thịt này hoặc là bằng cái miếng thịt to to một chút này. Đây, để sau đó mình tẩm với bột chiên giòn nhé. Đây, mình được cái phần bụng như này. Sau tí thế thì mình sẽ cắt xong nhé. Và như vậy là mình đã xong cái clip về cách sơ chế cá rất đơn giản như vậy với cá chép giòn nhé. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Khi mà nó sủi rồi nhá, thì mình sẽ cho cái phần đây, các bạn cho cái phần đầu cá này vào trước.
phần đầu cá này mình cho vào trước, mình đun sủi trở lại và mình cho vào bếp mình ăn lẩu luôn. Cái phần phần trứng cá ấy, và một ít lòng ấy thì các bạn cho vào sau nhé, vì nó dễ bị nát ấy, nên mình chỉ cho cái phần xương đầu cá vào trước này thôi để cho nó ngọt nước ấy. Khi ăn thì mình sẽ cho vào rồi mình đợi, vừa ăn vừa đợi. Những phần cá có xương thì mình sẽ cho vào trước ấy. Cho vào như vậy nhé. Và bây giờ chỉ cần đợi cho nó sủi lên rồi các bạn cho vào bếp các bạn nấu thôi, là để ăn thôi, ăn đúng thôi. Và bây giờ thì các bạn cho mình thêm khoảng một thìa ăn phở nước mắm á, để cho nó thơm ấy và nó đậm đà hơn ấy. Rồi, giờ đun sủi là được nhé, thành xong cái món lẩu cá ấy ạ. Đây, khi nó sôi trở lại cho lửa vừa để cho nó không trào. Và các bạn đun sủi khoảng 1 đến 2 phút. Rồi các bạn cho ra cái bếp lẩu nhỏ để mình nấu nhé, để mình ăn nhé. Vậy là mình đã xong cái phần lẩu cá ấy nhé.